Thì Vân trân trọng kính chào tất cả quý vị của Việt Mỹ Television. Ngày hôm nay trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật, thì Vân được tiếp chuyện cô em gái dễ thương Bích Vân. Chị chào em. Dạ, em xin mến chào chị Thùy Vân cũng như là tất cả quý vị khán giả. Đây là hai chị em giống như Thúy Kiều, Thúy Vân vậy đó. Bích Vân và Thùy Vân mà không cùng cha mà cũng khác mẹ. Bởi vì là lần đầu tiên chị muốn em chia sẻ cho chị và quý vị là cái con đường em đến với nghệ thuật như thế nào và bao lâu rồi. Dạ, thưa chị, em rất là may mắn. Ở trong gia đình thì rất là yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật. Cho nên từ khi mà em mới có 4 năm tuổi thì ông nội đã dạy cho em đàn mandolin. Rồi từ đó thì em mới theo học đàn piano và bắt đầu đi hát. Từ khi còn nhỏ, 6-7 tuổi thôi thì hát cho trường học, rồi sau đó là hát cho nhà thờ. Và từ đó thì em chọn cái ngành nhạc để theo học luôn cho tới bây giờ. Yeah. Em có biết là chị em mình không, những hồi nãy chị nói là chị em mà bây giờ chị thấy nó còn nhiều cái điểm trùng hợp đó. Yeah. Là Thùy Vân cũng học violon từ năm 4 năm tuổi, cũng học từ trường dòng của mấy anh, mấy cha, mấy sơ, rồi sau đó cũng đàn ở trường, rồi đàn ở trong nhà thờ. Chị khác là khi mà lớn lên một tí, năm 11 tuổi thì chị bắt đầu học vũ và bắt đầu từ đó là trở thành và more in nghiêng về cái vũ hơn là cái hát cho mãi tới năm 18 tuổi thì chị vừa song song vừa ca và vừa nhảy. Như vậy thì em tốt nghiệp cái hình như là lĩnh vực bên cổ điển phải không? Dạ thưa chị, khi mà em học xong trung học ở Việt Nam thì em vào ở trong nhạc viện thì học về âm nhạc. Thì khi mà mình học trong trường thì mình sẽ được học nhiều về nhạc cổ điển nhiều hơn. Khi mà em qua Mỹ thì em cũng theo học nhạc, thì em học về nhạc opera ở undergrad. Rồi sau đó thì khi mà em đi học ở New York thì em học tiếp tục lên grad school, thì em học về nhạc kịch Broadway musicals. Vậy thì em đã có xuất hiện trong những cái Broadway musical chưa? Dạ, em có xuất hiện trong những cái vở off Broadway và những cái vở mà mình quen thuộc giống như là Miss Saigon hay là The King and I. Dạ. Và em trình diễn tại New York hả? Dạ, em có trình diễn ở một số rạp hát ở New York và cũng như là ở California của mình. Như vậy thì những cái chương trình Việt Nam mình á, thì làm sao mà em đã bước chân vào trung tâm như thế nào, rồi hát ở những cái chương trình dạ vũ hay là thính phòng hay như thế nào? Dạ thưa chị, em khi mà bắt đầu qua Mỹ, em qua Mỹ thì cũng được khoảng 13 năm. Thì khi bắt đầu qua đây thì em bắt đầu đi học trở lại và hát cho những cái chương trình thính phòng, khi đó cũng rất là bỏ túi thôi ở California của mình. Thì cũng rất là may mắn, trong một dịp em hát cùng với Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ thì nhạc sĩ Trúc Hồ cũng có nhã ý là muốn em tham dự với lại Asia 58. Đó là cái Asia đầu tiên mà Bích Vân được góp tiếng hát của mình. Thì Bích Vân cũng hát cùng với Asia cũng được khoảng 3-4 năm. Thì sau đó thì lại đi New York để tiếp tục đi học. Thì bây giờ thì Bích Vân lại có cơ duyên để trở về lại với California và tiếp tục cộng tác với Trung tâm Asia cũng như là những cái chương trình nhạc thính phòng cho cộng đồng người Việt của mình. Như vậy thì trong chương trình Asia mà 79, đó là Còn Mãi Trong Tim, thì em có thấy gì khác so với tất cả những chương trình trước mà em được tham gia? Dạ, thưa chị, Asia 79 là có lẽ là Asia thứ hai mà Bích Vân được cộng tác trở lại. Từ khi mà quay trở về với California thì cái ấn tượng là Bích Vân cảm thấy là chương trình được thực hiện rất là kỹ lưỡng, rất là lộng lẫy. Cái sân khấu thì rất là to và trang trí thì cũng rất là đẹp. Những cái màn hình LED rất là đẹp như thế. Và Bích Vân cũng được có dịp để lần đầu tiên hát cùng với nam ca sĩ Anh Tuấn, cũng là một tiếng hát mới của Trung tâm Asia nữa. Cho nên là cái Asia 79 lần này cũng có nhiều cái ấn tượng rất là đẹp và rất là phấn khởi trong lòng của em. Như vậy thì trong cái lần mà em hát là em hát nhạc cổ điển hay là em hát một cái bài nhạc gì? Dạ, trong cái Asia 79 lần này thì em và anh Tuấn song ca một cái liên khúc không phải là nhạc cổ điển, nhưng mà Bích Vân nghĩ là hai bài hát này nó rất là tình cảm, rất là mùi. Nếu như mà quý vị nghe, quý vị, Bích Vân nghĩ là những bài hát này đã rất là quen thuộc với quý vị rồi. Đó là nhạc phẩm Bài Thánh Ca Buồn và Nhớ Một Chiều Xuân.
Tại sao mà từ thánh ca mà qua chiều xuân thì em có thể giải thích thêm là tại sao nó từ bài thánh ca buồn mà chuyển qua xuân? Dạ vâng, khi mà đưa cho Bích Vân cái liên khúc này thì trung tâm cũng có nói là cái bài này nó khá đặc biệt một chút, là nó chuyển đi từ mùa này qua mùa kia luôn. Tại vì khi mà mình quay cái Asia 79 là vào tháng 11 đó chị, trong dịp Thanksgiving thì là đông, dạ mùa đông, nhưng mà trung tâm cũng muốn từ đó mình đi qua mùa xuân cho nó bớt lạnh lẽo giá bút một chút, cho nó ấm áp thêm một tí. Dạ. Như vậy thì lần đầu tiên em hát chung với lại một gà mới của Asia thì em chia sẻ cái kỷ niệm gì? Dạ, khi mà Bích Vân lần đầu tiên được hát với lại ca sĩ Anh Tuấn thì anh Tuấn có một cái chất giọng rất là hay, rất là ấm áp và trầm ấm. Và anh là người cũng rất là hiền hòa, dễ thương. Và Bích Vân cứ nhớ có nhiều cái kỷ niệm là hai anh em lần đầu tiên được hát với nhau và gặp nhau. Cho nên là đằng sau sân khấu là cứ phải tập miết thôi, làm sao để cho mình có cái chemistry nó thật là dễ thương như ở là trên một sân khấu. Người tình trên sân khấu. Dạ, như là một cặp đôi vậy đó. Thì mọi người thì backstage thì lo nhiều thứ khác nhau, nhưng mà Bích Vân với anh Tuấn thì cứ là hai anh em cứ tập tới tập lui, phải ôm như thế nào nhìn cho nó tự nhiên và nó tình tứ hơn. Dạ. Còn lúc mà thâu âm thì như thế nào? Có gặp trở ngại gì? Và lúc hòa âm thì thường thường song ca thì những cái quãng bậc nó hơi khó để mình lựa. Thì em có thể chia sẻ những kỷ niệm này. Dạ, thưa chị. Khi mà hát song ca thì đúng y như là chị nói là cũng có những cái challenge của nó như thế. Thì khi mà Bích Vân và anh Tuấn thu cái bài này thì có một cái may mắn là chất giọng của em với lại của anh Tuấn thì cũng hợp nhau. Vì giọng anh ấy cũng khá là trầm ấm mà giọng em thì lại rất bass là cao. Mà em là, em là soprano. Oh, okay. Cho nên nó meet in between. Đúng rồi. Cho nên mình chọn một cái tông mà nó vừa trầm ấm đủ cho anh ấy nhưng mà nó cũng cao đủ cho em, thì rất là may mắn là hai cái giọng nó hòa với đẹp, nhau. Nghe đúng rồi. Dạ vâng chị. Cho nên là khi mà hát với nhau thì nó hòa quyện rất là hay. Và cái arrangement thì tụi em cũng được chính nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức là người hòa âm cho nó thật là phù hợp với lại cái style, cái phong cách của hai em. Cho nên khi mà cái bài này được produce đó chị, thì nghe nó rất là lãng mạn, rất là jazzy, rất là tình tứ. Cảm ơn em. Và quý vị, nếu mà quý vị muốn xem là lần đầu tiên Bích Vân và gà mới của Asia sẽ hát cái bài này tình tứ như thế nào, quý vị hãy ủng hộ cho trung tâm Asia cuốn DVD mới nhất số 79 còn mãi trong tim. Đây là một cuốn DVD rất đặc biệt. Quý vị hãy giúp cho Asia giữ cái nền văn hóa và âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại tồn tại mãi. Bởi vì Thùy Vân biết đây là một cái bước ngoặt giữa cái thế hệ sau nối tiếp cái thế hệ trước để tiếp tục cha anh mình gìn giữ cội nguồn văn hóa dân tộc của mình. Xuân Bạch là cháu ngoại của tôi đã mạnh dạn tiến lên và hăng hái bước vào tổ chức của ISA với sự giúp đỡ tận tình của Thi Vân cùng với sự công tác của anh chị em chung quanh, yêu cầu anh chị em cố gắng để giữ cái văn hóa Việt Nam hải ngoại của chúng ta, để cho nước Việt Nam của chúng ta còn có tiếng nói, còn có âm thanh ở hải ngoại. Cho nên mỗi chúng ta là người có bổn phận phải giữ cái đấy nữa. Cho nên là quý vị hãy đến các trung tâm băng nhạc vào cuối tuần này, 17 tới tháng 3 đã phát hành trên tất cả các nơi. Trở lại với lại Bích Vân thì chị thấy đa số là ca sĩ mà hát nhạc cổ điển thì phải là có chất giọng soprano đúng không? Thì em có phải tập luyện để được cái quãng bậc đó hay là bẩm sinh em đã được là cái quãng bậc đó? Dạ thưa chị, em nghĩ là mỗi người sinh ra có cái chất giọng khác nhau. Thì vốn dĩ là khi mà em bắt đầu hát từ nhỏ là chất giọng nó cũng đã cao sẵn rồi. Và khi mà em càng được học hỏi và huấn luyện nhiều hơn thì mình càng phát triển cái chất giọng của mình ra hơn. Nhưng mà có một điểm đặc biệt là khi mà em đi học ở New York thì
thầy giáo của em không những là chỉ train cho em để có thể hát cao hơn, cái nốt nó cao hơn để trở thành một cái soprano chính gốc, nhưng mà ông cũng train những cái nốt trầm cho em nữa, là một cái điều mà cũng rất là lạ, ít khi nào mà người ta hoặc là người giáo viên cố gắng cho mình phát triển cả hai hướng như vậy. Thì cũng nhờ như vậy mà em cũng có thể dễ dàng hơn để hát nhạc Việt Nam hay là đúng những rồi. Cái bài nó nhẹ nhàng hơn đó chị. Đúng, chị cũng học về thanh nhạc và chị biết rằng là mình phát triển cái nốt cao dễ hơn là phát triển nốt thấp rồi. Thưa quý vị. Bởi vì lúc đó là cái thanh quản mình nó cần phải nhiều hơi, nó lớn đúng hơn rồi. Khi nó hát những cái nốt thấp. Và đặc biệt là nhạc Việt Nam của mình á, thì ít có bài opera như là nhạc nước ngoài hoặc là những cái nhạc kịch. Cho nên là thứ nhất là nếu mà cái range của mình, cái quãng bậc mình càng rộng thì mình càng dễ hát các loại nhạc. Đúng, cho nên khi mà mình có thể phát triển được cả hai thì càng tốt. Và đặc biệt rằng là khi mà em có thể hát một cái quãng bậc dài như vậy thì em dễ hát song ca. Đúng không? Đúng rồi. Mình càng ít ra thì là mình không có thể hát chung với ai được. Thì như lần trước cuối 58 em cũng hát song ca đúng không? Dạ không, 58 thì em hát ở trong một cái liên khúc, nhưng mà cái bài em hát là Anh đi chiến dịch thì là em hát một mình. Và khi mà em trở lại lần này thì em hát, em cảm thấy so sánh với lần trước cái cảm xúc của em như thế nào, và về kỹ thuật và nghệ thuật thì em đánh giá như thế nào? Dạ thưa chị, em cũng cảm thấy là trong cái cách lựa chọn bài hát, rồi cái cách hòa âm, phối khí, cách tổ chức thì em thấy cũng rất là gần gũi, không có nhiều những cái thay đổi lắm. Nhưng mà em cũng rất là thích cái cách làm việc rất là năng động, mới mẻ của những người của trẻ. Những người trẻ. Và những ý kiến sáng tạo đúng không em? Dạ vâng. Và đặc biệt là nếu mà em trở lại với trung tâm Asia và em có thấy rằng là ngoài em là những cái người ca sĩ mà lâu lâu được mời cộng tác, không phải là gọi là gà chính, thì có phải là có rất là nhiều những khuôn mặt là ngày xưa đã từng cộng tác trở lại không? Dạ vâng, đúng rồi, có những anh chị mà cũng lâu rồi Bích Vân cũng thấy vắng bóng, rồi lần này cũng quay trở lại và thấy còn lợi hại hơn xưa. Chẳng hạn như là thì Vân thấy hình như là có Thanh Trúc nè, là vợ của nhạc sĩ Vũ nhạc Tấn sĩ Đức. Bây giờ là director của music director, và có cả anh chị Nam Sơn này, đúng không? Có Dạ Nhật Yến cũng trở lại và có Nguyễn Thắng nữa. Dạ đúng rồi. Và Ánh Minh, Triệu Minh. Triệu Minh, nói chung là đây là một cái sự kết hợp đầy màu sắc các thể loại nhạc và lứa tuổi, rồi song ca, rồi đơn ca, rất là nhiều. Riêng cái bài của em thì cái sân khấu có cái gì đặc biệt? Dạ, cái bài của em thì khi mà em đứng trên đó hát thì em không biết là đằng sau mình là cái gì nó hiện ra. Nhưng mà khi mà em hát xong đi xuống thì các anh chị ở đằng sau ai cũng nói là trời ơi, rất là dễ thương, rất là đẹp. Và em cũng nôn nao, em không biết làm sao để mà xem được. Thì Bích Vân cũng may mắn là dịp Tết vừa rồi trung tâm có phát một cái teaser chút xíu thôi là về cái bài Nhớ Một Chiều Xuân, thì ở đằng sau em mới được thấy là nó rất là lộng lẫy và rất là đẹp, có cái đèn chandelier rất là dễ thương. Và em có nghe nói cái này Bích Vân cũng chưa được xem nữa, là bài Thánh Ca Buồn cũng có tuyết rơi ở đằng sau background, nó rất là lãng mạn. Vậy bây giờ mình có thể bật mí cho quý vị xem được không? Dạ được, nhưng mà được nửa bài thôi. Bây giờ thì Thùy Vân cũng như là Bích Vân xin quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Nhớ Một Chiều Xuân. Đó là một nửa, là cái phần đầu bài Thánh Ca Buồn quý vị chưa được xem. Mà quý vị muốn xem cứ phải mua DVD 79 Còn Mãi Trong Tim để ủng hộ trung tâm Asia. Và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức phần trình diễn của Bích Vân. Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một tôi khơi bao niềm nhớ, người nơi xa xăm phương trời ấy, người còn buồn còn thương còn nhớ, nắng phai rồi anh ơi. Chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm,
tình thương nơi phương trời cũ. Chiều nay hoa xuân bay nhiều quá, chiều tàn dần phai trên ngàn lá, tìm đâu bóng hình ai. Người về còn nhớ khúc hát, người yêu dấu bên bờ thành vi. Có một loài hoa vỡ bên trời, đợi mùa xuân sang tô màu nhớ. Dừng chân trong hoa xuân hồng thắm, buồn tìm về tình ai đắm thắm. Giờ dừng chân trong hoa xuân hồng thắm.